Thưa quý vị và các bạn, nhờ nhạy bén và chịu khó học hỏi, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Phú Tân đã chủ động trong việc tìm hiểu các mô hình mới, học hỏi kinh nghiệm từ bạn nghề ở xa. Đặc biệt, họ đã thấy được nhiều lợi thế từ công nghệ số, từ chiếc điện thoại thông minh giúp việc làm nông khỏe hơn so với trước đây, như trao đổi mua bán nhanh gọn, có thêm nhiều khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt dân dân. Hơn 5 năm trước, anh Đỗ Chí Nam ở xã Phú Thành, huyện Phú Tân thử nghiệm trong các loại rau thủy canh. Sản phẩm không chỉ được đón nhận nhờ trồng theo hướng hữu cơ, mô hình của anh còn được chú ý vì cho thu nhập khá trên diện tích khiêm tốn, tận dụng hệ thống dàn ống nhựa nhiều tầng. Nắm bắt nhu cầu khách hàng, anh Nam nghiên cứu để tối ưu quá hệ thống dàn rau, thiết kế đa dạng và chuyển trọng tâm sang cung cấp vật tư trồng rau. Song song đó, anh thử nghiệm thêm nhiều cây trồng mới trên hệ thống thủy canh như dưa leo nhật, dâu tây, dưa lưới, cải bó xôi. À, tại vì mình thấy uh, hiện giờ thì uh, thời kỳ nó tiến bộ lên Thì uh, mình uh, đi tìm những cái mới, uh, những cái lạ để mình uh, thử nghiệm mình trồng Thì uh, mình thấy mình trồng thì có cũng rất là nhiều người sở thích giống mình Đó là trồng những cái cây uh, mà cái vùng mình nó không có Ví dụ như là dâu Tây nè Thì hầu như là ở miền Nam rất là hiếm, rất là ít Đó, Rồi mình mới mua về mình trồng thử nghiệm Thì uh, ban đầu mình trồng thì cũng rất là khó khăn Tức là dâu nó bị chết hàng loạt luôn thì sau thời gian rút kinh nghiệm được thì mình đã hỗ trợ mình đã biết cái cách để xử lý cho nó đừng có chết nữa Thôi với cái trồng lúa thì cái nguồn thu nhập nó đều đặn hàng ngày tức là ngoài cái việc bán dâu mình còn bán thêm phân bón thuốc để xử lý cho dâu hàng ngày anh Nam vào thăm vườn luôn mang theo chiếc điện thoại trên tay hết chụp ảnh, quay clip, thì anh video call, gọi điện thoại có hình ảnh với khách hàng, trực tiếp giới thiệu và trao đổi về mô hình khách đang quan tâm. Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube, khách hàng của anh mở rộng ở nhiều tỉnh, từ đó giúp anh Nam kiếm được khoảng 15 triệu đồng một tháng. Đó là chưa kể nguồn thu từ kênh Youtube của anh, với hơn 3.800 người đăng ký, mỗi video thu hút 1.000 đến hơn 10.000 lượt xem. À, thì hiện giờ thì mình đang sở hữu cái kênh youtube à, tên là hương sen farm thì trên đó nó hướng dẫn kỹ thuật trồng dâu và trồng rau à, và rất là nhiều người lên đó để xem cái kênh youtube hương sen farm thì họ gọi về mình rồi mình tư vấn thì à, trong thời gian tới mình phát triển thêm phát triển thêm công việc là mình sẽ trồng thêm nhiều loại cây nó lạ hơn nữa rồi à, cũng thử nghiệm trồng một số cây mà ở đây trồng không được đó thì mình cũng đem giùm thử nghiệm mình trồng. Thì anh cũng mạnh dạng đầu tư cái nhà lưới này cũng hơn 3 năm. Thì qua đánh giá chỗ hội dân thì cái mô hình mà trồng dâu tây của anh thì nó đạt hiệu quả cũng là tương đối là nó nó cao hơn so với trồng các loại cây khác. Anh cung cấp ra thị trường cũng nhiều mà nhất là cái thị trường các cái cái em mà học sinh nó nó hiếu kỳ đó. Tại vì cái loại cây dâu tây này là loại cây độc lạ của địa phương. Thì lúc đó giờ chưa được thì qua đánh giá thì cái cái hiệu quả của anh là rất là cao thì chỗ hội nông dân xã sẽ phối hợp với chỗ hội nông dân quyện sẽ tổ chức cho một số nông dân trong đó có anh thì đi tham quan các mô hình làm ăn hiệu quả ở trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh từ đó thì anh sẽ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm và anh sẽ mở rộng cái mô hình cũng như là trồng thêm một số loại cây khác có thể nói, sử dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp nông dân làm nông nghiệp khỏe hơn, mà tận dụng mạng xã hội, nông dân đã tạo dựng hình ảnh và thương hiệu cho chính mình từ đó khai thác bằng nhiều cách để tăng nguồn thu nhiều hơn, mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho người nông dân.